Sau hơn 10 năm tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mộ Đức có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện luôn đi đúng hướng và đạt kết quả tích cực. Mộ Đức đang hướng đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020, huyện Mộ Đức đã huy động hơn 492 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó người dân đóng góp hơn 30 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ hiện đại, phục vụ có hiệu quả trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đến nay tất cả các xã trên địa bàn huyện Mộ Đức đã đạt chuẩn nông thôn mới. Vận động bà con đó rồi dọn hết là chỉnh trang là cái vườn của họ này, rồi có cái đường lòn rồi nó sạch hết. Rồi với hơi nữa là nhà nước cũng có hỗ trợ cho hộ để là chỉnh trang rồi với hỗ trợ giống cây, phân bón rồi đó. Nó nói chung là bên nay thì cũng được, và người dân của mình thấy nó cũng nâng cao lên cái đời sống, phát triển lên thì nhà cửa thì nó cũng khang trang, rồi cũng phát triển thu nhập của họ lên, nó cũng được tốt rồi. Mộ Đức phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu của nghị quyết đời đại biểu đảng bộ huyện Mộ Đức lần thứ 23. Trong năm 2022 này, phấn đấu hai xã Đức Tân và Đức Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có thêm 5 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Mục tiêu đến năm 2025, huyện Mộ Đức có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có thêm 20 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Để mà phấn đấu trong nhiệm kỳ này là huyện phải đạt là huyện nông thôn mới. Thì muốn vậy thì có khoảng 50% là khu dân cư phải đạt khu dân cư kiểu mẫu. Thì trong thời gian vừa qua thì huyện cũng đã tập trung, đã triển khai một số khu dân cư kiểu mẫu rồi, thì duy trì. Còn tiếp tục huyện sẽ huy động nguồn lực để mà đầu tư các khu dân cư để đạt khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó thì những cái việc mà chưa cần nguồn lực thì sẽ chỉ đạo vận động, tuyên truyền thuyết phục để bà con chúng ta tập trung triển khai. Thì hiện nay thì cái phong trào này cũng đang được khơi động để mà triển khai thực hiện cũng khá tốt trên địa bàn. Mục tiêu cơ bản của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn và tạo tiền đề để phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, huyện Mộ Đức đã tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp sạch. Hiện trên địa bàn huyện đã quy hoạch được 14 vùng sản xuất nông nghiệp sạch hướng tới nông nghiệp hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp. Tổng diện tích gần 350 ha. Hai xã Đức Thạnh và Đức Lợi đã được huyện quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phát triển vùng nông nghiệp sạch, sau đó nhân rộng ra các địa phương khác. Mục tiêu hướng đến mỗi xã sẽ hình thành 1-2 vùng sản xuất nông nghiệp sạch. Những năm gần đây thì với cái sự quan tâm của địa phương thì ủy ban xã đã thành lập được hợp tác xã rau sạch, rồi vận động bà con thực hiện là trồng rau sạch. Đến thời điểm hiện nay thì là xây dựng là 20 cái vườn mẫu, và rồi sau này là mình sẽ định hướng cho bà con mình mở rộng thêm. Trong cái phương án sản xuất kinh doanh của các vùng này thì sẽ thành lập các tổ hợp tác hay hợp tác xã, thì sẽ hỗ trợ cho các địa phương đó là hạ tầng, và sau đó là có cái chính sách hỗ trợ cho các cái hợp tác xã, qua cái hợp tác xã để mà làm sao là sản xuất theo hướng sạch, tiến tới hữu cơ bằng các cái nguồn lực. Ví dụ như là đầu tư về các cái nhà xưởng, rồi là giới thiệu quảng bá, rồi là đăng ký nhãn hiệu, vân vân. Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Huyện Mộ Đức sẽ tận dụng những tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới và tiếp tục mục tiêu nông thôn mới nâng cao.